Đội Cảnh sát Kinh tế và Ma túy Công an thị xã Trảng Bàng vừa phối hợp cùng Tổ công tác đặc biệt 369 Công an thị xã Trảng Bàng bắt quả tang đối tượng vận chuyển bò trái phép từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong quá trình tuần tra, các đơn vị phát hiện một xe ô tô tải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua đó phát hiện trên xe chở 14 con bò. Qua làm việc ban đầu, tài xế Nguyễn Tấn Lực, sinh năm 1976, ngụ ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An khai nhận 14 con bò trên nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Nguyễn Văn Lực là người vận chuyển thuê số bò trên cho một đối tượng ngụ ở tỉnh Long An. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Trảng Bàng tiếp tục điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan và xử lý các đối tượng theo quy định.